đương nhiên là hôn nhân hay tất cả mọi thứ là đều từ hai phía. Đàn ông nó còn một cái này nữa cơ, nó gọi là một cái quan niệm cũ thôi, nó không, bây giờ nó không phải đúng hết, nhưng mà đàn ông nó có một cái nó gọi là tâm thế của kẻ mạnh. Nếu ở trong nhà mà cảm giác nó không còn là một kẻ mạnh đấy, họ sẽ tìm đến chỗ nào họ làm thủ lĩnh điều khiển cuộc chơi. Ở nhà các cô mà đề đầu cưỡi cổ quá là nó cũng, người ta không phản kháng, không cãi nhau gì cả, gia đình có những gia đình rất ấm êm, nhưng đùng phát bỏ, ông chồng rất là ngoan ngãn hiền lành, ai cũng bảo thế, đùng phát vài hôm có bồ. Sâu cho thẳng trong con người nó giống như cái bản năng là đàn ông nó có một kiểu gọi là phái mạnh, mà nó bị lấn át đi thì người ta chỉ có đi tìm những người phụ nữ là để cho họ cái cảm giác là họ là phái mạnh. Bí quyết là sao này, lựa và giữ chồng nhé. Nhưng người ta bảo đằng sau một người phụ nữ thành công là một người chồng ở không và mát rượu. Nhiều đứa học cao quá nói tiến sĩ này tiến sĩ kia đi nước ngoài về có lấy được chồng đâu, xong rồi lấy chồng lại lấy rồi thằng rất là lờ khờ, vài hôm lại đến cắm sừng, một trong người vợ rất giỏi ra, bởi vì lấn át đến ghê quá à. Đàn ông đôi khi nó không cần, chỉ cần một đứa cái cảm giác như này được che chở người khác, hay là ông lại thích thế cơ.